Rồi bắt đầu giờ lên máy luôn nha các bác. Khách đang gấp á. Đây tối nha. Này về ngã năm của Sóc Trăng. Bữa nay là ngày 10 tháng 9. Còn cái che nắng thì sao đang làm á, chút lấy lên bỏ lên luôn. Giờ lên sớm cho tài xế nó gạt máy lại. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Máy này xong. Em nha. Thì chiếc này là chiếc 70G hôm bữa về ngày 8 á. Thì bây giờ mới sáng đặt hả? Bây giờ em sẽ hạ bồn giao cho khách thôi. Giờ khách gấp á, cho nên chỉ hạ bồn thôi. Máy bồn 7 ha. Đó. Giờ anh em đang tháo bồn ra. Con cuốn nè, làm lại cái gì đây. Làm để mà xài cái phục ló nè. Đó. Bây giờ anh em tiến hành bắt đầu vô làm ha. Cái này chắc mai là giao luôn, để đem làm bồn luôn. Cái phần khác thì dễ cách làm. Các bác nha, thì hiện tại bây giờ đang cắt sắt ra để làm với thay một số thứ cho nó phù hợp tại cái đồ hướng bao đó. Đó. Cái này làm thủ công nhà thôi, cũng giống như thiệt đó. Cái này nó về đây, bởi vì để xong em dán tem đầy đủ nữa rồi em quay cho các bác xem nha. Rồi chào các bác nha, bữa nay là ngày thứ hai, thì bữa nay em đã hạ bồn, gắn cái bồn mới lên rồi ha. Thì chỉ còn gắn lại dập vài thứ nữa là xong nha. Nhìn chân ở đây. Cái này không bảo dưỡng, chỉ có hạ bồn thôi, cho nhanh gọn. Bên đây thì vẫn nguyên xi vậy luôn. Chào các bác nha, thì cái máy này bây giờ cũng đã xong rồi, chỉ còn làm cái che nắng cho tài xế nữa là xong. Đó. Đó, làm bàn là hết rồi. Đây, bàn này tụi em tự làm ha. Đi đưa bàn kia thôi. Người động cơ chữ Thái đàng hoàng nha các bác. Máy là máy 1747 nha. Cấp đích cực đẹp nè. Rồi bữa nay về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy Thái 100% 1747. Chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết một chiếc cho anh em xem nha. Để quay sơ trước nha. Thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây,
cái sơ cũng được, cũng mới cài nữa. Giống như mấy chiếc này đang làm đây. Chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số đã ra làm một tí ha. Cái tu dịch này kia đâu dịch mình cũng thoải mái ha anh em. Đó. Nên cứ thoải mái nha. Rồi cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.